xin mời quý vị cùng đến với nội dung đáng chú ý của tiểu mục Đối thoại hướng nghiệp tuyển sinh và đào tạo. Quý vị thân mến, định hướng nghề nghiệp cho các em trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay là một áp lực và thử thách rất lớn đối với các trường trung học phổ thông cũng như là các trường cao đẳng và đại học. Thì chúng ta phải làm sao để có thể định hướng cho các em một cách đúng đắn và phù hợp mà vẫn hấp dẫn đối với các em? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cùng với hai khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng của Trường Đại học Văn Lang. Kính chào quý vị phụ huynh cùng tất cả các bạn học sinh đang theo dõi chương trình. Và thầy Trần Công Tuấn là Hiệu trưởng của Trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận. Kính thưa quý cha mẹ học sinh cùng tất cả các em học sinh đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên Thiên Phước xin được phép dành cho thầy Tuấn của Trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận. Thưa thầy, đối với các em học sinh lớp 12 thì áp lực năm nào cũng có, nhưng mà năm nay có nhiều cái khác biệt hơn. Trong cái bối cảnh là các em đang phải học tập trước cái tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, vậy thì từ cái góc độ của một người đứng đầu trường trung học phổ thông, thầy có những chia sẻ gì với những cái áp lực này từ phía các em ạ? Với tất cả các em học sinh 12, có thể nói là cái chặng đường gần như cuối cùng để mà các em bước ra đi làm việc, thì các em phải lựa chọn một cái trường đại học phù hợp với cái năng khiếu, cái sở thích của mình, đồng thời có những cái sự cân nhắc hài hòa giữa tư vấn của những người thân gia đình đó, đồng thời cũng là tư vấn của giáo viên chủ nhiệm hay là đội ngũ tư vấn đến từ trường đại học với nhà trường. Thì luôn luôn có những đội ngũ tư vấn cho các em ngay từ những đầu năm lớp 10 cho tới 11, 12. Song song với đó là đồng hành của các trường đại học. Đặc biệt lớp 12, các em học sinh 12 năm nay á, thì rất là khó khăn vì là trong trải qua 3 năm học của phổ thông á, thì dịch bắt đầu từ năm 2019, đó, nó leo qua đến đầu năm 2020 và đa số là chuyển sang học online. Đầu tháng 5 2021 thì các em lại bị học online hoặc thi, nó cũng ảnh hưởng và do dịch thì cái kiến thức cũng hỏng vài chỗ. Rồi đến năm học 21-22 thì gần như nguyên học kỳ 1 thì tất cả các trường trên cả nước á, là học online hết. Đối với những em là F0, F1 thì vẫn phải học ở nhà, vẫn ở nhà theo dõi học trực tuyến, cho nên là cái công việc học của các em 12 năm nay phải đúng là nó là gian truân. Vừa phải bổ sung lỗ hổng kiến thức cho cái chương trình học của mình, vừa phải chuẩn bị đầy đủ để mà trải qua những kỳ thi để mà lựa chọn một cái trường đại học. Dạ vâng, thưa thầy, vậy thì đối với những cái áp lực mà các em đang phải đối mặt trong mùa tuyển sinh năm nay thì không biết là các trường cao đẳng cũng như là đại học có những cái động thái nào để mà tạo điều kiện cho các em không ạ? Thì tiếp nối cái câu chuyện về khó khăn, áp lực đối với các học sinh và đặc biệt học sinh lớp 12 năm 2022 của các trường phổ thông trong cả nước, đó là một cái khó khăn chung. Do đó về phía các trường đại học và trong đó có Đại học Văn Lang thì chúng tôi tạo hết mọi điều kiện, về cơ bản không có gì thay đổi trong các cái phương thức đăng ký xét tuyển cũng như tạo điều kiện cho thí sinh khi đến trường tham gia các cái công tác xét tuyển và đăng ký xét tuyển. Thì cũng như năm 2021, năm 2022, trường Đại học Văn Lang vẫn giữ nguyên các cái phương thức xét tuyển. Trường chúng tôi cũng có 5 phương thức xét tuyển. Là phương thức thứ nhất là xét bằng học bạ. Phương thức thứ hai là phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Phương thức thứ ba là xét tuyển bằng cái điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Phương thức thứ tư là cái phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ kèm theo quy chế của trường Đại học Văn Lang. Và phương thức thứ năm vừa thi tuyển vừa xét tuyển, tức là thi tuyển các môn năng khiếu. Thì về cơ bản chúng tôi không có vấn đề gì thay đổi. Chúng tôi vẫn tạo điều kiện cho các em trong các cái phương thức xét tuyển. Và chúng tôi chỉ thay đổi về mặt kỹ thuật để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất và có lợi nhất cho thí sinh, làm sao tạo giúp cho các em có cái cơ hội mà tiếp cận được các cái thông tin về trường nhanh nhất. Thì chúng tôi có cái đội ngũ tư vấn trực tiếp tại trường. Năm nay thì cũng như năm 2021, chúng tôi tổ chức cho các em đăng ký xét tuyển bằng online hết, gần như online. Các em có thể đến trực tiếp tại trường để tham quan trường, nắm qua các cái thông tin và theo dõi các cái quá trình của trường như thế nào để có một cái sự chọn lựa một cách đúng đắn. Và cũng như năm 2021 thì năm nay năm thứ hai, trường vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong vấn đề thi các môn ngành năng khiếu. Thì trường hiện nay có 7 ngành năng khiếu thì vẫn tổ chức thi online các cái môn thi năng khiếu, ví dụ như môn vẽ, ví dụ như là môn âm nhạc, sân khấu điện ảnh, vân vân. Cái phương thức mà thi năng khiếu bằng online thì được xã hội đánh giá rất cao, tạo điều kiện công bằng
và đặc biệt là tạo thuận lợi cũng như là tiết kiệm cho đi lại của thí sinh nhiều và giảm áp lực cho các bạn trong quá trình tổ chức và đăng ký thi. Sau dịch Covid thì thị trường lao động hiện nay là không còn như trước nữa và có nhiều ngành nghề mới ra đời. Vậy thì với cái bối cảnh đó thì hiện tại là trường của chúng ta đã có những cái cập nhật cũng như là những cái định hướng mới cho các em không thầy? Cái ngành học mà để mà định hướng mới thì nó thuộc quyền của các trường đại học. Tức là mình chỉ làm sao mình có được cái thông tin để mình tư vấn cho các em. Trường đại học mới là nơi mà lập ra những ngành như vậy và có những cái lộ trình đào tạo như vậy. Thì khi mà trường đại học lập ra như vậy rồi thì cái đội ngũ tư vấn của trường đại học và đi về trường để tư vấn lại cho đầu tiên là giáo viên chủ nhiệm 12 của mình, rồi đội ngũ tư vấn chính của nhà trường đó, rồi sau đó mới tư vấn đến cho các em học sinh để mà sao giới thiệu ngành nghề mới đó đến cho cái từng học sinh. Cái đội ngũ tư vấn rất cần lắm cho tất cả các học sinh cấp 3, mà từ lớp 10, 11, 12, đặc biệt là khối 12. Thì đội ngũ tư vấn của trường thì cũng phải làm sao đó thống nhất với đội ngũ tư vấn của các trường đại học. Người ta phải am hiểu cái ngành nghề mà mình đang dạy ở cái trường mình đang có, ta mới làm sao ta truyền tải đến cho cái đội ngũ tư vấn của nhà trường phổ thông. Rồi nhà trường phổ thông mới có trách nhiệm là mới tư vấn kỹ cho các em hơn. Hai cái đội ngũ cùng gọi là tác nghiệp một cách công tâm, khách quan và phải có tâm nhạy bén trong cái việc mà tư vấn. Năm nào cũng vậy, riêng trường Phú Nhuận thì có hai cái buổi tư vấn lớn, thì quy tụ tất cả gần như là hàng trăm trường đại học, trong đó có Lập Văn Lang cùng về đi tư vấn. Đồng thời có những buổi mà các trường đại học đã làm riêng cho học sinh tới cơ sở nhà trường đó, một ngày làm sinh viên, rồi giới thiệu những ngành nghề mới và tham quan cơ sở vật chất. Nhưng khi tới tận nơi chứng kiến được đội ngũ tư vấn từ chủ nhiệm rồi tới tư vấn của trường đại học là các em nó lại chọn nghề rất là chính xác. Tránh những trường hợp mà các em học xong 1-2 năm cái lại thi lại, hoặc là có trường hợp cá biệt là học xong 4 năm ra có bằng đại học rồi, xong rồi là do tư vấn chưa tốt từ ba mẹ hoặc là bị áp đặt vân vân, hay là lựa chọn sai lầm của cá nhân, sau đấy bỏ học lại thì nó rất là uổng phí cái tài lực vật lực, cái thời gian. Như vậy là cần một cái sự liên kết chặt chẽ giữa trường trung học phổ thông cũng như là các trường cao đẳng và đại học. Vậy thì bên cạnh đó thầy còn có những cái mong mỏi gì đối với trường cao đẳng, đại học trong cái công tác là hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho các em không ạ? Cái mong mỏi thứ nhất á, là mình muốn cái đội ngũ mà tư vấn của trường đại học á, là những thầy cô trực tiếp giảng dạy, trực tiếp dạy bộ môn đó thì hiểu sâu bộ môn đó, và khoảng 30-40% học sinh 12 là đến khi mà giờ cuối cùng mới chọn đại những ngành chọn đại thì cần lắm đội ngũ tư vấn nhạy bén, công tâm khách quan. Ví dụ thấy các em có năng khiếu đó mà trường mình không có thì mình giới thiệu trường khác. Nhạy bén là cái trường mình có cái đào tạo những cái ngành mà các em đang hỏi mình á, là mình tư vấn chính xác cho các em đó liền, là nó chọn đúng ngành nghề liền. Một mong muốn thứ hai, các trường mà có những cái ngành học mà gọi là thành quy củ rồi, là cái thế mạnh nhà trường rồi, thì cố gắng là nâng cao cái trình độ của giảng viên, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất thật là kỹ để mà khi các em tiếp cận được những cái mới. Nhiều sinh viên ra trường, ví dụ như ngành y chẳng hạn đi, ngành y của một đại học mới có tiếng thành phố chẳng hạn, khi mà ra trường cái máy móc các em thực tập nó rất là cũ đổi thời, khi ra những cái máy mới hoặc là những cái bộ test mới vân vân, những cái điều cái là hệ thống tự động đó, tự động hóa đó, thì các em phải học lại. Và cái thứ ba là những trường đại học mà có những ngành nghề mới, làm sao tuyên truyền được cho cái đội ngũ tư vấn của nhà trường, đội ngũ tư vấn đó hiểu rõ cái ngành học trong tương lai này, mà tư vấn lại cho học sinh của nhà trường hoặc là bộ phận tư vấn của nhà trường là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đó, cái thông tin nó được tới học sinh một cách chính xác nhất để mà các em nó có một cái hình dung. Dạ vâng, vậy thì sau những chia sẻ đến từ thầy Tuấn của trường Trung học phổ thông Phú Nhuận thì em cũng muốn lắng nghe những cái chia sẻ hồi đáp lại từ thầy Tuấn của trường Đại học Văn Lang ạ. Thì những cái mong mỏi, những cái yêu cầu và những cái đề nghị đặt ra của các trường phổ thông và đặc biệt trường phổ thông Trung học phổ thông Phú Nhuận mà thầy Tuấn nêu ra, tôi thấy hết sức xác đáng và giúp cho chúng tôi có cái định hướng tốt hơn trong cái quá trình tư vấn và hướng nghiệp cho các em. Với những cái yêu cầu, những mong muốn của các trường phổ thông thì chúng tôi đã đi trước và có cái định hướng tốt. Ví dụ như trong công tác hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông á, chúng tôi làm rất tốt công tác này. Thì chúng tôi đã tổ chức các cái chương trình chuyên sâu, là chúng tôi đến trường phổ thông, mang trường đại học đến trường phổ thông, thì ngược lại đem học sinh các trường phổ thông đến trường đại học để các em có thể trải nghiệm các cái môn học chuyên sâu. Ví dụ như chúng tôi tổ chức các cái chương trình hướng nghiệp như là bartender chẳng hạn, các cái lớp học vẽ tranh màu, một ngày làm kiến trúc sư, làm MC, tức là tập làm MC, các cái trải nghiệm về cái ngành y chẳng hạn, và chúng tôi phải cho các em đến tham quan, ví dụ trường cho cái ngành răng hàm mặt,
đầu tư cơ sở vật chất rất tốt, thì có thể đến để tham quan nha. Là một nha sĩ thì cần làm những gì, và các cái cơ sở vật chất trang thiết bị của trường đầu tư cho cái ngành đó có xứng đáng, có phù hợp không. Cái thứ hai á, thì tại Văn Lang chúng tôi á, thì thường tổ chức cái ngày hội trung học phổ thông quốc gia, cái gọi là cái chương trình campus tour đến Văn Lang, giúp các em đi theo tham quan cơ sở vật chất, làm một ngày là trở thành sinh viên Văn Lang, để các em có thể trải nghiệm một cách sâu sắc hơn. Và vấn đề thứ ba nữa thì chúng tôi cái thường xuyên phát sóng các cái chương trình live stream. Đây là cái cách thức để đem ngoài đem thông tin đến cho các em. Thì chúng tôi muốn cung cấp cho các em những cái kỹ năng, những cái yêu cầu mà đối một cái ngành nghề. Ví dụ như Văn Lang Q&A vào tối thứ ba hàng tuần, để cho các em theo dõi, các em tham quan, các em đặt câu hỏi. Và ngoài ra chúng tôi có một cái chương trình gọi là Let's Talk, để đối thoại giữa sinh viên và tư vấn viên của trường, là những giảng viên của các cái ngành nghề đó. Và chúng tôi tổ chức hàng Chủ nhật hàng tuần. Một cái chương trình nữa thì chúng tôi đưa cái chương trình sinh viên Văn Lang đi muôn nơi. Đây một chương trình mà được cả nước hưởng ứng. Thì cái chương trình này có nghĩa là gắn kết sinh viên hiện đang học tại Văn Lang về đến các cái trường mà các em đã học trước đó, tạo cho các em như là một cái sứ giả tuyển sinh, là một cái sứ giả đặc biệt để đem các cái thông tin trường. Thì tiếng nói của em là một cái tiếng nói rất là chân thật. Một cái cách thức nữa mà chúng tôi làm thì hiện nay cái cộng đồng sinh viên Văn Lang, cụ sinh viên Văn Lang khoảng 68.000 thành viên. Thì đây là kênh thông tin mà kết nối giữa gia đình Văn Lang với xã hội, với thí sinh, để cho các cái thông tin cũng như là các anh chị sinh viên gặp gỡ và trao đổi với các em về cái ngành nghề và những mong mỏi, những khó khăn và những cái chính sách mà đang học tại trường được có để các em trải nghiệm. Và ngoài ra chúng tôi có các cái cơ sở, các cái kênh thông tin online qua Zalo này, qua fanpage của trường này, qua các cái số hotline và Instagram vân vân. Thì những cái kênh thông tin nó giúp các em rất nhiều đối với cái định hướng và cái tư vấn. Em nghe mà em cũng thấy hứng thú luôn đó thầy. Và em có Văn Lang làm công tác tốt. Dạ, nếu như mà thầy đã chia sẻ như vậy thì hiện tại là trường Đại học Văn Lang đang làm công tác tốt như thế nào theo cảm nhận của thầy ạ? Ở trường Trung học Phổ Nhận á thì ký kết rất là nhiều trường trong thành phố. Trong đó trường con nói có trường Văn Lang là một trong những trường mà phải nói là bạn hiểu, tôi đánh giá là đầu tư cơ sở vật chất rất tốt, đội ngũ tư vấn viên cũng rất chuyên nghiệp, rất tận tâm. Trong trường mình có những ngành nghề nào hoặc là thậm chí là những ngành nghề mới, hoặc là có những cái ngành nghề nào đang là rất là ưu việt của trường Văn Lang, thì đội ngũ tư vấn rất nắm rất rõ và tư vấn cho học sinh bằng nhiều hình thức như thầy tướng nói. Khi mà trường Văn Lang có gợi ý là năm nay xin phép cho học sinh, hồi năm các năm mà chưa dịch á, xin phép cho học sinh qua trường Văn Lang vào buổi sáng thứ bảy cho đăng ký, thì thường đăng ký tới bốn năm chiếc xe lớn á, tức là mấy trăm em đăng ký qua để mà trải nghiệm các ngành nghề. Nhiều khi là mường tượng là mình sẽ làm như vậy, mình thích vậy đó, nhưng mà khi mình không hình dung là trong đại học nó sẽ học cái đó như thế nào, thì tới đó tham quan xong đầu tiên thấy thích về cơ sở vật chất, thấy thích về cái mô hình học tập, tự nhiên cái là mình gắn cái sở thích của mình tới với đó thì chọn ra cái ngành nghề gần như là nó phù hợp. Dạ, em có một câu hỏi thắc mắc, chắc là các bạn học sinh cũng rất là quan tâm, không biết là trường Văn Lang năm nay thì mình có những cái chính sách cũng như là những cái học bổng gì dành cho các bạn tân sinh viên không thầy? Thì chúng tôi là có hai cái chính sách, tức là chính sách học tuyển sinh và chính sách học bổng trong quá trình học. Thì năm 2021 là đã trao là gần hơn 12 tỷ đồng cho cái chính sách về tuyển sinh. Đây là cái chính sách mà các em có cái điểm đầu vào cho cái ngành đó điểm cao, thì trong thời gian học tại trường sinh viên còn được nhận rất nhiều suất học bổng khác. Học bổng này tùy theo cái điểm số học tập và cũng như cái rèn luyện các em trong quá trình học. Đối với năm 2022 thì trường cũng dự kiến ngoài là hỗ trợ cho các em có điều kiện học tập thì cũng hỗ trợ thêm cho các em trong vấn đề khó khăn về kinh tế, thì các em có thể liên hệ với kênh tư vấn tuyển sinh của trường Văn Lang để có những khó khăn về tài chính thì chúng tôi sẽ hỗ trợ. Dạ vâng, xin được cảm ơn hai thầy với những chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy là các bạn học sinh cũng như là quý vị phụ huynh đã có cái nhìn rõ ràng hơn về định hướng của con em mình trong thời gian sắp tới, cũng như là rất là an tâm để mà chọn cho mình một ngôi trường đại học. Dạ, một lần nữa xin được cảm ơn hai thầy rất nhiều vì đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay ạ.